Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Hồ Bích Trâm khoe quàng cưới và chụp ảnh cùng bạn bè bên nhà trai. Vừa qua, lễ cưới của Hồ Bích Trâm và chồng hơn 7 tuổi diễn ra ở Quảng Ngãi, quê nhà của nữ diễn viên. Hôn lễ được tổ chức gọn gàng đơn giản với sự tham gia của họ hàng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh khử khuẩn cũng được tăng cường. Sau đó, lễ rước dâu cũng được diễn ra. Được biết cô chính thức về làm dâu ở Gia Lai. Hồ Bích Trâm về nhà chồng. Người đẹp chụp ảnh cùng hội bạn thân thiết tại đám cưới quê chồng. Căn nhà rộng và khang trang của ông xã Hồ Bích Trâm cũng được hé lộ. Ở tuổi 31, Hồ Bích Trâm chia sẻ đây là thời điểm chín muồi để kết hôn. Sau khi lập gia đình, cả hai mong muốn sẽ sớm có con đầu lòng. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn viên của mình, khẳng định không bỏ cuộc chơi. Hồ Bích Trâm gửi lời cảm ơn sau hôn lễ, cư dân mạng khen vợ chồng cô có tướng phu thê. Ngay sau hôn lễ, Hồ Bích Trâm đã chia sẻ lời cảm ơn của vợ chồng cô đến bạn bè, người thân và fan đã ủng hộ suốt những thời gian qua. Vợ chồng em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, cảm ơn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả lẫn cư dân mạng dành nhiều lời khen vì ngoại hình có tướng phu thê của vợ chồng Hồ Bích Trâm, như tướng phu thê giống nhau quá, chúc chị Trâm mãi hạnh phúc và bình an. Chị ơi, em thấy anh chị đẹp đôi quá trời luôn đó, ước gì có được người chồng như chị. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.